Xin chào cả nhà, thì chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách trộn bột để làm đế bánh pizza nha các bạn. Ở đây mình dùng khoảng là 400g bột mì hoa ngọc lan. Mình dùng khoảng 35g bơ lạc nha các bạn. 3g men instant, 3g đường, một xíu muối nha các bạn. Nếu mà ở nhà mình nó không có mua được cái bơ lạc thì các bạn có thể thay thế bằng bơ bằng dầu ăn cũng được các bạn nha. Đây mình sẽ dùng 2 thìa mật ong này. Ở đây mình dùng khoảng là 240ml nước ấm nha các bạn. Nhớ là nước ấm khoảng 30 đến 40 độ C á. Trong quá trình các bạn làm thì các bạn có thể để một ít bột áo để sẵn để mình trong quá trình mình trộn bột mình nếu có khô quá mình thêm chút nước hoặc mà nhão quá thì mình có thể mình dùng cái bột áo này để nó khỏi dính tay nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ trộn bột nha. Rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ đi rây bột nha các bạn. Bởi vì bột á, để lâu ngày nó bị cục các bạn, mình phải rây, bắt buộc mình phải rây. Đây là cái chén nước ấm khoảng 240ml. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cho 3g đường, 3g men instant, 2 muỗng mật ong nha các bạn. Mình khuấy mình để khoảng 10 phút. Rồi bây giờ mình sẽ cho một xíu muối vô bột nha các bạn. Rồi mình bỏ miếng bơ lạc xuống luôn. Mình sẽ trộn. Mình sẽ bóp cho bơ nó mềm ra. Các bạn tạo một lõm như này. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái nước men hồi nãy á, mình trộn đường với lại mật ong, ong với lại men nè các bạn, mình sẽ cho vào bột luôn. Mình trộn. Rồi các bạn nhồi bột khoảng 10 phút nha. Thì trong quá trình các bạn nhồi các bạn tha tí dầu lên cái thành này này. Để nó khỏi dính bột ở trong cái thau á các bạn. Thì mình tha lên tay. Trong quá trình mình nhồi nó có nhão hay gì mình có thể lấy bột áo mình nấy thêm. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm, mình bọc lại, mình ủ bột nha các bạn. Mình ủ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thì cái cách trộn bột này mình có để chi tiết trong cái phần mô tả nha các bạn. Các bạn có thể xem trong cái phần mô tả để biết cách làm chi tiết hơn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm này mình bọc, mình ủ bột nha các bạn. Ủ
ủ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đây các bạn, bột sau khi mình ủ 1 tiếng đồng hồ nó nở ra như vậy nè. Rồi bắt đầu giờ mình sẽ lấy ra. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi sơ lại một chút nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chia cái bột này khoảng 5 phần nha các bạn. Một phần khoảng 139g á. Cục bột đó bây giờ mình phân thành 5 phần nhỏ nè các bạn. Rồi bây giờ bột mình đã phân ra 5 phần, bây giờ tiếp tục mình sẽ ủ thêm 45 phút nữa nha các bạn. Đây các bạn, đây là 5 phần bột mà mình đã ủ thêm 45 phút nè, nó nở thêm nè. Bây giờ các bạn có thể đem cái bột này các bạn bỏ ngăn đá, khi nào mình ăn mình có thể mình cán ra mình làm, không thì các bạn có thể cán ra sẵn. Rồi khi nào mình ăn thì mình quét nước sốt lên nha các bạn. Cái đế bánh mình đã làm xong các bạn. Thì một là các bạn có thể để nguyên một phần vậy các bạn bỏ tủ lạnh trong ngăn đá nha, hoặc là các bạn có thể cán như vậy rồi các bạn bỏ trong ngăn đá luôn. Khi nào mình ăn thì mình quết nước sốt lên rồi mình bỏ phô mai với lại xúc xích hay là hải sản hay gì đó mình bỏ lên nha các bạn. Nếu các bạn thích cái video này thì các bạn vui lòng nhấn nút like và đăng ký để ủng hộ cho kênh. Chúc các bạn làm đế bánh thành công. Thân ái chào các bạn và hẹn các bạn ở video tiếp theo.